Dạ, con chào cả nhà. Con chúc cả nhà một ngày mới an lành, mạnh khỏe. Hôm nay con sẽ tiếp tục làm clip thực hành trống tre. Clip này con sẽ làm điệu tango. Điệu tango con chia thành hai cách đánh. Đầu bài á thì con sẽ đánh nhẹ nhàng êm dịu. Còn điệp khúc á thì con sẽ biến tấu sôi động hơn. Con sẽ nhồi kích nhiều nhịp hơn. Nếu có chú bác nào thích á thì nhìn con đánh rồi đánh theo. Và nếu thấy hay thì nhớ like và chia sẻ cho con nha. Còn nếu cô chú bác nào không thích á thì nhớ thông cảm và bỏ qua cho con nha. Con cảm ơn cả nhà rất nhiều.